Chào các bạn và các anh em đến chim đêm ha. Đã lâu mình không có làm clip nha các bạn. Hôm nay mình làm một cái clip, tranh thủ thời gian làm cái clip để nói về cái dòng máy thẻ các bạn. Thì đầu video mình xin chúc gia đình các bạn, các anh em, chú bác được nhiều sức khỏe ha. Mừng ăn phát tài, gặp nhiều may mắn ha. Và đây là một cái máy thẻ các bạn, máy đọc thẻ nhớ MP3 dùng mình để bẫy chim đêm. Cái dòng máy này thì kích cỡ nó cũng cỡ dòng máy trước, nhưng nó có thêm một cái nút để mình chuyển tiếng các bạn, chuyển mono qua CT. Thì các chú bác và các anh em mình chắc cũng không có lạ gì dòng máy này nữa ha. Đây thì dắt cấp nguồn cộng trừ 12V nha các bạn. Đây cộng, đây trừ 12V. Và nếu giờ các bạn các anh em mình đó mà có găm sai thì nó không lên điện thôi, không có cháy, có diode chống ngược cực nha các bạn. Còn đây là dắt cắm galo, nó cũng giống như cái máy mono thôi các bạn, nhưng mà tiếng thì nó sẽ được tách rời tiếng. Để mình test máy cho các bạn và các em nghe qua ha, và mình so sánh với cái dòng mono trước. Tiết kiệm thời gian thì mình đã câu điện sẵn nha các bạn, chỉ mở máy là sẽ lên tiếng. Bát chép thì vẫn giống như nhau nha các bạn, có cải thiện đôi chút tiếng ha, nhưng mà bên này thì âm lượng chính giữa chép và nút bên bìa bên đây là bát. Còn nút này thì mình sẽ giới thiệu qua cho các bạn các em biết luôn. Giờ ra đây mình lên tiếng đây. Cái tiếng này thì ghép của hai con cũng núm kêu hai dế nha. Và mình bẻ qua đây thì chỉ có một dế bên này nó kêu thôi, chỉ còn một con thôi, con bên tay trái ha. Nó hơn cái dòng máy mono này là nó được tách rời hai dế, và mình bẻ trở qua bên đây thì nó sẽ kêu một con khác. Đây là con của mình ghép đấy các bạn. Còn để chính giữa thì hai con kêu hết. Đây, cái này thì nó rất tiện cho mình đi đánh đêm các bạn. Cái này cái chỉ phù hợp cho tiếng ghép thôi nha các bạn, các anh em. Còn ở tiếng thông thường thì vẫn giống như kêu máy, vẫn giống thông thường như cái máy này thôi, nhưng mà những tiếng ghép thì nó sẽ được tách rời và giống như tiếng này. Hiện giờ thì mình hai con kêu nha các bạn, mình bẻ qua bên đây thì nó chỉ còn có một con kêu thôi đó. Mình để chính giữa thì hai con kêu đó, còn mình bẻ qua đây thì con chỉ còn con bên dế bên đây kêu thôi. Còn mình muốn hai con kêu hết á, mình để chính giữa. Còn
Hò cuốc cũng vậy các bạn, hò cuốc mình bẻ qua đây thì chỉ có con trống kêu thôi. Để chính giữa thì trống má kêu hết. Giờ mình bẻ qua đây là chỉ có con mái kêu, con trống mình không kêu. Cái máy mono cũ này thì nó không tách tiếng được nha các bạn. Hộp thì kích cỡ giống nhau nha các bạn, nhưng mà máy mới này, mẫu mới này nó có chế độ tách tiếng, thổi rất là nhạy chim ha. Mình thì mạch đều gia công nhà hết nha các bạn, mạch đều có đóng tên mình hết, mình gia công nhà hết chứ không phải gấp mạch chợ. Bên mình thì máy băng, máy thẻ, tiếng chim thì rất đầy đủ. Các anh em nào có cần thì liên hệ với mình. Số điện thoại mình để dưới mô tả của video ha. Đây là cái dòng máy mình mới ra nha các bạn. Được tách rời hai vế nha các bạn. Mình chỉ thổi một máy một lo thôi, nhưng mà mình được tách rời hai vế. Mình cũng tách tách, mình cũng không mà không. Cái này là mình không tách nè, hai con kêu chung ha, hai giấy kêu chung. Còn mình muốn mua giấy bên đây xe kêu thì mình bẻ qua bên đây ha. Là tách giấy kia bỏ. À, đây là hai con kêu chung. Giờ mình tách qua, mình cho giấy bên đây kêu. Và dế bên đây mình bỏ. Phát chép thì chỉnh cũng giống như cái dòng máy mono này các bạn. Và các anh em nào mà chưa hiểu có điện thoại trực tiếp với mình ha. Và cũng có thể máy này mình nâng cấp lên được nha các bạn. Cái dòng mono trước mình có thể mình nâng cấp lên được như cái máy này. Mình thì nhận sửa đầu câm máy sang luôn nha các bạn. Nhưng mà không thể nào mà một clip mình làm một máy sang được ha. Một máy giống như mình gắp một máy mình làm một clip được, mình không có thời gian á. Cũng lâu rồi mình không có lên clip. Hôm nay sẵn ra một cái mẫu mới nè, mình xin giới thiệu đến các bạn và các anh em. Rồi đôi lời chia sẻ cùng với anh em ha. Anh em nào cần thì liên hệ với mình ha. Đây là tạm thời mình cho cái máy này là cái máy số 5 nha các bạn. Các bạn dễ nhớ ha. Máy số 5 ha. Vì dòng máy số 4 mình đã có rồi. Số 1, số 2, số 3, số 4 mà máy thẻ. Số 4 là máy đôi. Còn cái máy này là máy số 1 nha các bạn.
Còn cái dòng CT thì bên mình thì cũng có đưa qua ra rồi các bạn. Đây là CT hai dế tách rời. Nó được chỉnh tách rời hai dế riêng biệt. Nó có 6 nút. Đây là dòng CT. Mình thì có rất nhiều mẫu. Mình gắp theo nhu cầu của anh em á, anh em đặt sao mình gắp vậy. Rồi, tôi lời chia sẻ cùng với anh em ha. Xin thân ái chào anh em ha.